Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái ba cái bài học, là ba bài học, ba cái lưu ý khi chúng ta bắt đầu làm kinh doanh. Cái điều đó nó được xét trong cái tư duy của các bạn á, nó xét sau phía trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ ấy. Bởi vì nguyên tắc của con người của chúng ta mà, cái gì chúng ta nghĩ được trong đầu, cái gì chúng ta cho phép nó vào trong cái đầu thì lúc đó chúng ta mới xuất hiện ở trên cái tay được, lúc đó nó mới xuất hiện ở ngoài thực tế được. Thì ba cái bài học mà mình chia sẻ với các bạn ngay những ngày đầu khởi nghiệp, ba gọi là ba cái lưu ý, cũng có thể là bốn, cũng có thể là năm, nhưng mà mình rút lại là ba, để những người khởi nghiệp của chúng ta bắt đầu cái cuộc hành trình của mình, để chúng ta không phải mất công, không phải lòng vòng. Và bây giờ chúng ta làm quen với nhau, chúng ta chào làm quen nhau, chương trình mới có bắt đầu thôi. Và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để làm gì ạ? Để các bạn lưu lại, để các bạn nhớ hàng năm Facebook nó nhắc lại, thì nó làm cho các bạn gì? Các bạn xem lại, xem đi xem lại, cái hành động mà lặp đi lặp lại nó ý nghĩa và nó quan trọng lắm các bạn. Cái hành động lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, người ta gọi là tái đào tạo á, hoặc là đào tạo lại á, nó giúp cho các bạn nhớ sâu hơn. Ví dụ một cái gì đó các bạn đọc qua một lần, các bạn nghe qua một lần, nó mới thấm thấm chút chút. Các bạn nghe ai đó đi đâu đó nghe người ta nhắc lại lần hai lần ba, nó thấm sâu hơn. Và các bạn lại nghe nữa nó lại thấm sâu hơn nữa. Cái người khôn ngoan là cái người họ biết lặp đi lặp lại cái điều đó, và nó trở thành sức mạnh. Các bạn thấy một người họ tập võ mà một người yếu là đánh cái đó có một lần à, một thời gian họ quên nó. Cái người khác họ đánh cái đó 10 lần thì một thời gian sau họ sẽ quên luôn. Nhưng một người khác họ tập tới 1.000 lần thì nó sẽ trở thành sâu trong con người của họ luôn. Đó là các bạn cần chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để các bạn lưu, các bạn nhớ lại. Và ba cái bài học này dành cho người kinh doanh nó vô cùng quan trọng. Mình nói là cái tái đào tạo và cái sự lặp đi lặp lại nó còn mạnh mẽ hơn cả cái việc mà lần đầu tiên chúng ta nghe về cái vấn đề đó. Và bây giờ chúng ta giới thiệu nhau. Và bạn nào mà lần đầu tiên mà biết đến mình thì các bạn comment xuống số 1 để sau cái livestream này mình kết nối với các bạn, mình làm quen với các bạn. Các bạn nào đã biết mình rồi, đã tham gia các chương trình của mình, biết mình trước đây rồi, thì các bạn giới thiệu họ, tên của các bạn, giới thiệu về cái gì, về lĩnh vực kinh doanh của các bạn, về cái số điện thoại của các bạn, để những người chúng ta xem livestream này chúng ta cùng nhau kết nối với nhau, làm quen với nhau luôn. Thông qua Facebook chúng ta kết nối được nhiều với nhau. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn ba cái điều quan trọng lưu ý, ba cái bài quan trọng khi chúng ta khởi nghiệp, đó là chúng ta phải dám suy nghĩ lớn. Cái điều thứ nhất đầu tiên mà nói là chúng ta phải dám suy nghĩ lớn. Nếu chúng ta không dám suy nghĩ lớn thì chúng ta không dám ra đâu. Trong cái lớp, những cái lớp học làm chủ doanh nghiệp của mình, mình chứng kiến rất là nhiều bạn vào học nhưng mà với một cái suy nghĩ nó rất là hẹp hòi, một cái suy nghĩ là không dám làm, một suy nghĩ là không dám bứt phá. Các bạn cứ mãi trong cái suy nghĩ rất là nhỏ, sợ cơm áo gạo tiền, sợ nghỉ việc ở chỗ nào đó rồi chúng ta sẽ đói, sợ chúng ta không còn cái mức lương 10 triệu nữa, sợ vợ la, sợ gia đình la, sợ bạn bè nó đánh giá, tức là cái suy nghĩ nó nhỏ bé quá, suy nghĩ quá nhỏ bé. Và cái suy nghĩ nhỏ bé nó làm cho chúng ta, trong cái chương trình mình thiết kế cái câu tuyên bố mình có nói, suy nghĩ nhỏ quá nó làm cho chúng ta trở thành người nhỏ mọn. Chúng ta nhỏ mọn với cả cuộc đời của mình luôn, chúng ta nhỏ mọn đến nỗi những cái công việc của mình làm luôn. Khi mà các bạn suy nghĩ lớn ra thì tự nhiên cái đầu các bạn nó thoáng ngay. Thì những cái khó khăn nhỏ nhặt, cái chuyện cơm áo gạo tiền rồi đó, nó làm cho bạn bỏ qua một bên ngay. Chúng ta suy nghĩ lớn là chúng ta xây dựng cho mình một cái công ty, chúng ta xây dựng cho mình một cái thương hiệu, chúng ta xây dựng cho mình một cái tập đoàn, làm bên lĩnh vực này và chúng ta sẽ đứng đầu trong cái lĩnh vực đó, từng bước vậy. Các bạn thấy không, ví dụ như là bên cà phê Trung Nguyên thôi, thì anh Vũ cà phê Trung Nguyên là các bạn biết lúc xưa là như thế nào à? Lúc xưa cũng là một cái người gì à? Một người là một cái sinh viên
của trường Đại học Tây Nguyên, và ảnh đi bán cà phê thôi, cũng chở cái xe đạp đi bán cà phê thôi, nhưng mà với cái khát khao của ảnh là hoàn toàn khác. Cái khát khao của ảnh lúc đó đó là gì ạ? Là đưa cà phê đi khắp thế giới. Anh định hình trong cái đầu ảnh nó rất là lớn, dĩ nhiên suy nghĩ lớn mà làm từ nhỏ, chứ không phải suy nghĩ nhỏ mà lại ra là ầm làm lớn là không có được, cái ngược lại là không có được. Mình là người nói cà lâm nha các bạn ơi, mình là người nói cà lâm, thỉnh thoảng mình cà lâm một chút xíu thì các bạn cũng bỏ qua. Quan trọng là chịu khó chia sẻ là được rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ rất là lớn, tuy nhiên chúng ta phải bắt đầu như thế nào, bắt đầu từng bước rất là nhẹ nhàng. Chào các bạn nào lên thì các bạn làm quen chào mình đi. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1. Các bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên của mình, lĩnh vực kinh doanh của mình, các bạn ở đâu, ở tỉnh nào, để mọi người cùng biết kết nối với các bạn. Vâng, và chúng ta phải suy nghĩ lớn để gì ạ? Để cái chuyện mà không có tiền, thiếu kinh nghiệm thì nó trở thành nhỏ bé. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ nhỏ, suy nghĩ rất là nhỏ mọn. Thậm chí có những bạn đi tham gia các cái chương trình của mình còn hỏi những cái câu hỏi này. Em ra khởi nghiệp thì ngày nào thì em cứ mới có tiền để em đủ sống được. Những cái câu hỏi nó rất nhỏ. Hoặc là có những bạn cái lớp làm chủ doanh nghiệp đó, đóng học phí có 500.000 à, mà như thế nào mà hỏi những câu hỏi như vậy này. Em bỏ 500.000 ra này thì em có nhận được, nó có xứng đáng mà. Thì thực sự là những cái bạn đó họ sợ rủi ro kể cả với cái 500.000 đồng. Bản thân mình thì mình cũng hay tham gia các lớp học, và thực sự là có những lớp học á, có lớp học kia nè, các bạn biết mình đóng 8.000 đô rồi, mình đóng 8.000 đô, họ đào tạo mình 7 ngày, nhưng mà mình học tới ngày thứ tư á, từ ngày 1 cho tới ngày thứ tư á, là mình thấy nó có giá trị. Bắt đầu ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 là mình mới phát hiện ra ngày mấy ngày sau là họ không có đào tạo nữa đó. Họ cố đưa mình vào một cái hệ thống của họ. Và thế là mình thấy không ok, là mình về. Và mình thấy 8.000 đô mình vẫn xứng đáng, bởi vì từ ngày 1 cho tới ngày 4 mình đã học được những cái bài học hay rồi. Thậm chí có những lớp học mình đóng cả chục triệu, nhưng mà vào đó mình học được một ý là mình thấy ồ nó hay rồi. Cả đời, có thể chúng ta cả đời chưa chắc chúng ta học được cái ý đó. Tuy nhiên có những bạn họ suy nghĩ rất là nhỏ. Họ phải đòi học hết tất cả mọi thứ vậy đó. Tức là cái cách bạn hành động một việc như thế nào thì bạn hành động tất cả mọi việc khác đó, nó cũng như vậy. Tức là suy nghĩ, nên là mình hay nói là suy nghĩ nhỏ nó sẽ làm cho ta nhỏ mọn. Vậy thì những người suy nghĩ nhỏ vậy rất khó ra làm kinh doanh. Vô cùng khó ra làm kinh doanh. Những người suy nghĩ lớn thì họ mới làm kinh doanh được. Họ suy nghĩ là chúng ta phải trở từng bước, chúng ta sẽ trở thành một cái doanh nghiệp lớn nhất thành phố này, rồi chúng ta lan tỏa khắp đất nước này, rồi chúng ta lan tỏa ra khu vực Đông Nam Á này, rồi chúng ta lan tỏa ra toàn thế giới này. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ lớn như là thì chúng ta thấy cái thị trường chúng ta nó vô cùng rộng lớn. Còn có nhiều bạn suy nghĩ thì nhỏ, nhưng mà bắt đầu làm một cái là bắt đầu ra mở cửa hàng bự, nhưng mà trong cái đầu nó rất là nhỏ, nên là chừng cuối cùng họ rất là nhanh thất bại. Nó là cái lưu ý đầu tiên của mình là dù ra khởi nghiệp bắt đầu rất là nhỏ, nhưng mà bạn phải vẽ cho mình một bức tranh rất là lớn ở trong cái đầu, trong cái bản kế hoạch kinh doanh, trong cái cách chúng ta hành động, và chúng ta truyền bá nó cho mọi người. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Ví dụ như Trung Nguyên, đúng không? Cái cách đây hơn 20 năm trước, ảnh ra khởi nghiệp với lúc đó GDP bình quân đầu người của Việt Nam của chúng ta lúc đó là có bao nhiêu khoảng 250 đô thôi. Và cho tới nay là GDP của người dân của Việt Nam của chúng ta sau 20 năm thì hiện tại nó trung bình khoảng 2.500 đô cho tới 3.000 đô, trung bình của cả nước nó nằm ở cái khoảng đó, các bạn thấy chưa? Thì ngay từ hồi đó ảnh đã định hình là chúng ta ảnh phải bán cà phê nguyên chất, cà phê cao cấp. Thì đối với người nhân dân của chúng ta cái thời đó đó, thì cái cà phê của ảnh là một số người dùng được thôi, nhưng cho tới bây giờ các bạn thấy cái thu nhập của người dân lên rất là cao, và cái phân khúc cà phê của ảnh là đối với người ta là chuyện bình thường. Bây giờ người ta vào một cái quán cà phê, người ta trả cái ly cà phê 50.000 là thấy nó rất là bình thường. Người ta mua một cái ký cà phê cao cấp ảnh nó rất là bình thường. Và ảnh định hình ảnh bán cà phê ra khắp thế giới này, và thế là ảnh rất là thành công và ảnh thu rất là nhiều tiền.
đó là chúng ta cần phải suy nghĩ lớn nhưng mà bắt đầu đi từng bước rất là chậm rãi. Cái thứ hai mình muốn gọi đến các bạn là phải dám đeo đuổi đam mê. Cái thứ hai, hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn có học được cái gì không, các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống để các bạn nhớ luôn, chứ còn không các bạn nghe từ lỗ tai này sang lỗ tai này nó chạy mất. Các bạn comment xuống để các bạn nhớ luôn, nhớ rõ là, nên là các bạn không cần phải ghi nốt ở đâu, các bạn chỉ cần comment xuống thôi, những cái bài học rồi thì những các bạn nhớ ngay. Cái thứ hai là dám đeo đuổi và cái khát khao, cái đam mê đó đến cùng. Dám đi, dám thực hiện, dám đeo đuổi cái đam mê đó ngay từ khi mà chúng ta không có cái gì, chứ còn ra khởi nghiệp đó là cái đam mê của mình, đó là niềm yêu thích của mình, muốn trở thành một ông chủ lớn mà cứ ngồi sợ đói, sợ không có khách hàng, sợ làm không được, sợ mình không đủ gì, không đủ nhân viên, sợ mình không giỏi, sợ mình không dám làm. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Hồi chiều mình có dịp gặp anh Hai Đô, cái tên của anh là anh Hai Đô. Năm nay thì anh cũng 50 mấy tuổi rồi. Và trình độ của anh mới học lớp 3 thôi. Mình báo cho các bạn biết trình độ của anh mới học lớp 3 thôi. Và năm 48 tuổi anh mới bắt đầu ra kinh doanh. Báo cho bạn biết năm 48 tuổi anh mới bắt đầu ra kinh doanh. Và giờ anh 50 mấy tuổi rồi. Qua 5-6 năm, bây giờ anh đang xây dựng cái thương hiệu cá sấu Hai Đô. Anh tên Đô. Anh tên Đô. Anh thứ hai trong gia đình nên là anh có tên là cá sấu Hà Đô. Và thế là bây giờ anh từng bước anh xây dựng nên một cái thương hiệu giày da cá sấu, và từng bước nó lớn mạnh các bạn. Anh mua được nhà, anh mua được cửa, anh lập ra được cái xưởng riêng cho cái đứa con trai ảnh, và bây giờ ảnh đang đào tạo cho cái đứa con gái của ảnh nữa, nó mới 16 tuổi để nó ra nó làm cái anh giống như ảnh. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tức là phải dám đeo đuổi cái đam mê của mình, đeo đuổi cái đam mê mình đến nơi. Chứ đi làm kiểu gì mà ra khó khăn chút xíu cái bỏ cuộc, ra khó khăn chút xíu cái lách lẽ này lách lẽ kia, tức nghĩa là không có ra làm cái kiểu kiếm cơm, không có dám đeo đuổi đến cùng cái lĩnh vực của mình thì làm sao? Phải đam mê, phải ăn nó vào trong máu các bạn, phải ăn nó vào trong máu. Hoặc là mình mới comment với anh Hùng ở dàn gì, anh Nguyễn Văn Hùng giày Atom, năm 2014, năm 2015 là anh bắt đầu anh ra anh mở cái thương hiệu giày gọi là giày Atom. Và cái thời đó là các bạn bắt đầu từ con số 0. Anh bắt đầu từ con số 0. Anh hoàn toàn anh không có cái kiến thức gì về giày, thị trường giày ở cái thời điểm đó hoàn toàn không có. Và do anh đam mê, anh quyết tâm anh làm nên anh lao vào anh làm, lao vào anh làm, và cho tới nay các bạn biết là ở phía Bắc anh đã chinh phục gần như là phủ sấp khắp hết cái thị trường phía Bắc, dĩ nhiên anh ở trong Nam, bởi vì anh chọn cái thị trường trong Nam sau. Và mới ngày hôm nay anh khai trương một cái cửa hàng ở trên đường Trường Chinh, dĩ nhiên anh có nhiều cái cửa hàng khác nữa rồi. Rồi nghe nói từ sau anh khai trương đâu ở bên quận 7, và anh dự định là các cái quận ở Sài Gòn này là anh đều có cái cửa hàng của anh hết. Và bây giờ các bạn thấy sau 5 năm anh đeo đuổi thì cái giày của anh á, cái giày da của anh á, nó càng ngày càng lớn mạnh. Lúc đầu anh ra anh làm mỗi cái giày gì giày cao á, giày cao cho người lùn á các bạn, cái người lùn nào mua giày cao á. Rồi sau đó cái đó nó ổn định rồi, cái bắt đầu anh mới sang giày nam thường, rồi xong tới giày nữ, rồi xong tới giày kích, giày cho trẻ em á. Bây giờ vào cửa hàng là đầy đủ, từ giày cao, giày bình thường, giày cho nam, giày cho nữ, giày trẻ em. Các bạn thấy sau 5 năm mới tập trung ghê gớm mới xây dựng được cái điều nó như vậy. Nó phải rất là đam mê các bạn, phải rất là yêu quý. Ngoài cái một là suy nghĩ lớn thì cái thứ hai là các bạn phải đam mê, phải chấp nhận đeo đuổi nó đến cùng. Đừng có suy nghĩ một cái cách rất là nhỏ rồi cứ sợ sệt đủ thứ rồi chúng ta sẽ không có làm được. Các bạn phải có bản lĩnh đó, các bạn phải tự hỏi mình có đam mê không. Còn nếu mà bạn nào mà thấy mình không đam mê cái gì đó, thì cứ rất là đơn giản,
các bạn hãy đi chơi với những người họ có đam mê, họ có sẵn cái lòng đam mê, thì tự nhiên họ tính những cái con người đó, họ sẽ kích các bạn, họ sẽ làm cho các bạn khát khao hơn nhiều, đeo đuổi đến cùng. Chứ không phải là các bạn cứ nhút nhá, cứ sợ sệt như vậy thì làm sao mà chúng ta làm được. Vì hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn học được cái bài học nào thì các bạn comment xuống đi. Và các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Mình nói các bạn chia sẻ đi mà, để các bạn nhớ. Bạn Trần Thơm em đã chia sẻ chưa? Các bạn đã chia sẻ về nhà các bạn chưa? Để các bạn nhớ, các bạn xem đi xem lại. Mỗi lần mà các bạn mất năng lượng hoặc là các bạn không dám, thì các bạn xem lại cái livestream này, nó làm cho các bạn gì ạ? Nó làm cho các bạn nhớ hơn thôi, khát khao hơn thôi, quyết tâm hơn thôi. Nó chỉ có lợi cho các bạn thôi, chứ nó không có cái gì là ghê gớm đâu các bạn ơi. Và hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống đi ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và cái điều thứ ba mình muốn gửi đến các bạn ở đây, hồi nãy là điều thứ nhất là mình nói là phải suy nghĩ lớn đúng không, nhưng mà bắt đầu nhỏ. Cái thứ hai là phải đeo đuổi đến cùng cái sự đam mê của mình. Bạn Đỗ Thị Thắm em đã chia sẻ chưa? Vâng. Và cái thứ ba mình muốn chia sẻ đây là hãy chọn cho mình một cái đối thủ lớn. Hãy chọn cho mình một đối thủ lớn. Trong cái lớp làm chủ doanh nghiệp thì mình hay nói là phải chọn cho mình một người thầy đúng không? Chọn cho mình cái bè lũ, gọi là cái bè lũ, cái đội nhóm, gọi là cái đội nhóm và cái đội nhóm cùng chí hướng đúng không? Và cái thứ ba là phải chọn cho mình một cái đối thủ. Nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ cho bạn á, là phải chọn cho mình một cái đối thủ lớn. Một đối thủ lớn. Tại vì khi mà cái đối thủ lớn á, nó kích hoạt của chúng ta, nó kích hoạt chúng ta, nó định hình trong đầu của chúng ta, sau này chúng ta phải lớn nó như vậy á. Ví dụ như là mình có dịp và quen một cái bạn tên là bạn Huỳnh Văn Ninh. Bạn là hiện tại là sở hữu cái doanh nghiệp dược Defoco. Và năm bạn ra khởi nghiệp là năm bạn mới có 18 tuổi thôi. Các bạn biết, bạn mới có 18 tuổi thôi. Thì cái vấn đề của bạn nó là gì? Và lúc đó bạn ra bạn lập cái công ty dược. Và bạn định hình trong đầu bạn, bạn phải là chuyên gia số 1. Bạn phải là cái người hàng đầu số 1 trong lĩnh vực Việt Nam này, chuyên sản xuất về các loại bệnh về tiểu đường, dành cho người tiểu đường, một cái công ty đo dược. Vậy thì nếu mà bạn định hình vậy thì bạn phải đối chọi rất là nhiều đối thủ đúng rồi. Và bạn chọn cho mình những cái đối thủ lớn, những cái công ty dược lớn. Hằng ngày bạn hay nghiên cứu cái công ty dược Hậu Giang, những công ty OBC, những cái công ty lớn đó, để bạn định hình, để bạn xem thử cái cách họ làm như thế nào, cái cách họ đi nó như thế nào. Bạn vô ra điều này chưa? Để gì? Để chúng ta dám xông pha và dám xin lớn để dám làm. Mình cũng nhớ anh Vũ Trung Nguyên, cái thời mà bạn Bình Phạm nói là chọn đối thủ nặng cân. Ok, đúng rồi. Để gì? Để nặng cân, để chúng ta cố gắng, chúng ta phấn đấu. Trong tư duy cái con người của chúng ta nó rất là kỳ lạ vậy đó. Khi mà các bạn định hình cho mình một mức cao hơn là chúng ta sẽ cố gắng cao hơn nhiều. Ví dụ như anh Vũ Trung Nguyên cũng vậy đúng không? Mình nhớ là cái thời mà Starbucks mà chuẩn bị vào Việt Nam, Starbucks là một cái ông bự của thế giới rồi đúng không? Thì anh có những cái bài viết, anh liên tục anh có những cái bài viết nó như thế nào? Bài viết anh nói về Starbucks, anh nói là Starbucks làm cái kiểu A, Starbucks làm cái kiểu B, và Trung Nguyên cũng sẽ định hình và chọn Starbucks là đối thủ. Trung Nguyên cũng sẽ cạnh tranh với Starbucks. Các bạn hiểu chưa? Tức là những cái người mà họ kinh doanh thành công là họ luôn chọn cho mình những cái đối thủ rất là mạnh mẽ, để gì? Để họ quyết tâm, họ làm theo cho bằng được. Ví dụ như là bạn Yên Nhi, có một bạn Yên Nhi, bạn sở hữu cái thương hiệu cái ba nhặt, cái búp nhặt á, năm nay bạn cũng mới 26 tuổi thôi. Nhưng mà bạn như thế nào ? Cái lúc mà bạn ra khởi nghiệp bạn mới có 22 tuổi thôi. Và bạn định hình bạn phải là người sở hữu những cái quán bar, những cái búp á, gọi là cái búp, cái dạng loại của Nhật thì nó nhỏ, nó gọi là cái búp, nó đúng hơn là cái quán bar gọi là cái búp. Thì bạn định hình bạn phải là người số 1 ở Việt Nam này về
cái quán bar đó. Và hồi ở cái chỗ bạn mở là ở trên quận 1 á, là cái người mà mạnh nhất thời đó là họ có 8 cái quán bar, và bạn hồi đó là bạn chỉ có duy nhất một cái quán bar thôi. Nhưng mà bạn đến hơn đó, đối thủ của bạn là cái người 8 quán bar đó. Bạn lên hơn đó là bạn kêu là bạn sẽ cạnh tranh với các bạn, bạn đó phải cạnh tranh quyết liệt với các bạn đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và nó như thế nào à? Và khi bạn quyết định cạnh tranh quyết liệt với cái đối thủ đó đó, thì bạn quyết định bạn mở cái thứ hai, rồi cái thứ ba, cái thứ tư, và cho tới bây giờ bạn có biết cái gì không ạ? Cái đối thủ của bạn lên có 9 cái thôi, mà bây giờ bạn có 21 cái rồi. Vừa thành phố, vừa ở Hà Nội, vừa ở Sài Gòn, vừa có Hà Nội, vừa có ở Nha Trang, vừa có Đà Nẵng, vừa có ở Bình Dương, vừa có gì, vừa có ở Nông Bên, ok, bạn còn mở ra nước ngoài nữa, Bangkok, Malaysia. Đó, các bạn hình dung chưa? Và bây giờ bạn qua mặt bỏ xa cái đối thủ hồi kia, là nó là một cái tượng đài lớn, nó là một cái tượng đài rất là lớn của bạn. Các bạn thấy tuyệt vời. Và mình cũng nhớ cái câu chuyện của Number One cộng cũng vậy. Number One hồi cái nhỏ lắm, làm sao có thể mà cạnh tranh bây giờ là các bạn thấy lớn. 10 năm trước Number One làm sao mà cạnh tranh với Pepsi hoặc là với Coca-Cola ở thị trường Việt Nam Nam được, tức là ở thị trường Việt Nam thôi. Ở thị trường Việt Nam là hồi đó Pepsi với Coca-Cola là cũng là hai cái ông lớn rồi. Nhưng hồi đó tập đoàn Tân Hiệp Phát là định vị là làm sao mà đứng số 3, tức là cái thời điểm đó là Coca đứng nhất, Pepsi đứng nhì, thỉnh thoảng thì Pepsi lên đứng nhất, Coca đứng nhì. Còn bạn ở cách ở đằng xa như vậy này. Và bạn định vị là bạn phải cạnh tranh với hai cái ông đó. Và một ngày nào đó họ tiến tới vị trí số 3 dưới hai cái ông đó thôi, về mức độ thị trường á. Nhưng mà vị trí số 3 nó vẫn còn thấp so hai cái ông kia, nó còn cách xa lắm. Cho tới một ngày họ kéo găng lại và cho tới ngày họ vượt qua. Cho ra kinh doanh cái kiểu gì mà suy nghĩ thì rất là nhỏ, thấy khó khăn chút xíu thì rên rỉ thăng thở, thế làm sao mà ra kinh doanh. Những người đó họ không có mê kinh doanh, họ ham làm giàu, họ ham gì mà cuối cùng nó không có đạt được mục tiêu. Cái rồi họ ngồi họ rên rỉ than thở. Tức là chúng ta phải chọn cho mình đối thủ xứng tầm, và chúng ta phải tập trung hết lực để chúng ta đeo đuổi đam mê. Kinh doanh thì nó luôn có những cái khó khăn, có lúc nào kinh doanh thuận lợi đâu. Cái quan trọng là cái bản lĩnh chúng ta tháo gỡ khó khăn đó chứ. Ngồi rên rỉ than thở thì được cái gì? Thì nó nói lên con người bạn là chỉ là cái con người mà biết làm cái việc nhàn rỗi thôi. Chứ con người của bạn không phải là cái con người của con người kinh doanh đi tháo gỡ khó khăn. Các bạn nào hiểu ra điều nào ạ? Nó là hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn đã học được cái gì mà bây giờ mình còn rất là nhiều cái bài tập rất là hay ở phía sau nữa. Thì các bạn học được bài học gì thì các bạn comment xuống đi. Và các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Các bạn chưa chia sẻ chưa? Nếu chia sẻ rồi thì các bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Chưa chia sẻ và các bạn học được bài học gì thì các bạn comment xuống với mình đi. Các bạn nên nhớ rằng là mình như thế nào mình vừa xem livestream, mình vừa comment xuống thì các bạn cũng có năng lượng, và mình thấy mình cũng có năng lượng. Và tiếp theo là gì? Các bạn càng nhớ nữa. Còn các bạn ngồi xem không à? Các bạn cứ ngồi xem như vậy thì các bạn cũng mắc năng lượng luôn, và tự nhiên các bạn không có hứng thú. Và các bạn nào có câu hỏi nào đặt cho mình thì các bạn cứ đặt câu hỏi đi. Và bây giờ mình sẽ có 1 đến 2 phút mình quảng cáo về mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem livestream tối nay. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, năm nay mình 43 tuổi. Mình là người nói lắp nói cà lăm, nên là cái cách mình chia sẻ thì nó không có nói cái giọng hay như những cái ông kia ổng nói, các bạn hình dung chưa? Nhưng mà mình được một cái là mình chia sẻ có cái gì thì mình nói cái đó thôi. Và bạn nào mà thường xuyên xem thì các bạn cũng sẽ ngộ ra được nhiều điều rất rất là hay. Mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-Training tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng lập nó năm 2009, cho tới bây giờ là nó đã được 9 năm rồi. Cái đây là vườn ươm doanh nhân B-Training, cái địa chỉ, số điện thoại, cái đây là cái website. Cái khóa học mà mình hay chia sẻ hàng tuần là cái khóa học này. Làm chủ doanh nghiệp, cái cách đi khởi nghiệp từ tay trắng, ok chưa? Và mình cũng là tác giả 3 cái quyển sách này, Beyond the Way, Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển Beyond the Way là cái quyển bằng tiếng Anh, Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì quyển bằng tiếng Việt, hiện tại đang bán tại thị trường Việt Nam. Trong cái chương trình
chia sẻ tối nay thì mình cũng có một cái offer cho các bạn. Nếu bạn nào mà mua hai cái quyển sách, dĩ nhiên sách mình là về khởi nghiệp và kinh doanh rồi, chỉ dành cho những cái đối tượng làm kinh doanh. Bạn nào mà muốn khát khao làm kinh doanh, muốn khởi nghiệp, các bạn học được những bài học trong kinh doanh thì các bạn mua hai cái quyển sách tiếng Việt đó. Hai cái quyển là 210.000, đúng cái giá bìa luôn, và sẽ gửi đến tặng nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Free ship cho các bạn trong cái giai đoạn này. Giai đoạn này là free ship cho các bạn. Cái free ship là khoảng 50.000 đồng á, là free ship cho các bạn. Các bạn không cần phải chuyển tiền trước. Khi mà sách giao tới nhà bạn thì cái người mà giao sách đó họ sẽ nhận tiền luôn. Có 210.000 thôi các bạn ơi. Và các bạn sẽ ưu tiên ép vào một cái group. Cái group đó là cái group chỉ những người có sách, đủ hai cái quyển sách thì các bạn mới được ép vào cái group đó. Và trong cái group đó mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách kinh doanh, những cái câu hỏi của các bạn. Và đặc biệt nữa, sắp tới mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách các bạn đầu tư, cái cách làm sao mà các bạn chỉ có 1.000 đô, 2.000 đô, và mỗi ngày bạn kiếm chừng vài đô là chuyện bình thường. Tiền tươi thúc thật, không có mờ mờ ảo ảo cho vui. Cái đó là cái cách mà chúng ta tạo ra dòng tiền đều đều mỗi ngày, vừa kinh doanh vừa đầu tư. Chúng ta có nhiều nguồn thu nhập vậy thì chúng ta mới phát triển được. Và hiện tại mình đã làm những cái việc đó, mình chia sẻ cho các bạn làm và nó rất là bình thường. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem. Và bạn nào mà đã muốn mua sách thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống, thì ngày mai các em nó sẽ giao sách trên với các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn comment số điện thoại xuống đi ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình lại chia sẻ tiếp. Vậy thì hồi nãy mình nói tới cái điều số 3 rồi đúng không ạ? Cái điều số 3 rồi. Và các bạn học được cái gì thì các bạn lại nói cho mình biết. Các bạn học được cái gì thì các bạn nói cho mình biết. Vậy thì cái thứ tư là khi chúng ta khởi nghiệp, chúng ta đam mê rồi thì các bạn phải như thế nào ạ? Chào bạn Thúy Ninh, em đặt hai cuốn nhé. Rồi, ok, chào bạn Thúy Ninh. Ngày mai các em nó sẽ giao đến cho em. Vậy thì các bạn phải như thế nào? Các bạn phải tạo ra cái sự khác biệt cho cái sản phẩm của mình. Tạo ra cái sự khác biệt. Nếu mà kinh doanh mà bạn không có khác biệt, cái gì bạn cũng bắt chước người khác thì không có được. Phải tìm ra cái điểm khác biệt. Ngày hôm nay mình rất là vui. Mình rất là vui mình trao đổi với một bạn. Các bạn có sẵn sàng để mình kể này. Bạn này là mới ra khởi nghiệp thôi. Bạn mới khởi nghiệp đâu khoảng được 2 tháng nay thôi. Và mình định hình cho bạn, đối thủ của bạn, bạn khởi nghiệp bên nữ trang mà. Mình định hình cho bạn là để bạn khởi nghiệp là bạn về bạn phải chọn 3 cái doanh nghiệp mà chuyên kinh doanh nữ trang và đá quý lớn nhất Việt Nam. Và bạn về bạn chọn đó là B&G. Cái công ty B&G thì các bạn biết rồi đúng không? Cái hai công ty thứ hai là SGC. Là một công ty rất là lớn. Và cái công ty thứ ba là công ty Doji. Và khi mà mình định hình cho bạn, vâng, cho bạn Hương Võ, ngày mai các em nó sẽ gửi cho các bạn. Và khi như thế nào ạ? Và khi mà bạn định hình ba cái đối thủ đó thì mình mới nói cho bạn là điểm mạnh của những đối thủ đó nó là cái gì. Điểm mạnh của các đối thủ nó là gì. Và sáng nay bạn trả lời cho mình được những cái câu rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ vậy đó. Các bạn nên nhớ vậy đó. Ok chưa? Các bạn nhớ vậy đó. Thứ gì? Em thấy có sách làm chủ doanh nghiệp có bán không thầy? Không. Cái làm chủ doanh nghiệp là cái quyển tập. Ok chưa? Cái quyển tập. Khi mà lên học trên B-training thì mới có. Ok bạn Bảy ơi. Và bạn sáng nay và bạn phân tích cho mình và rất là tuyệt vời. Bạn nó đã chọn cho mình ba cái đối thủ và bạn đang làm nó rất là vững chắc. Đối thủ thứ nhất đó là công ty B&G. Thì bạn nói là B&G rất mạnh về gì? Rất mạnh về mẫu mã. B&G vô cùng mạnh về mẫu mã. Mạnh về mẫu mã vô cùng. Mẫu mã A, mẫu mã B đẹp lắm. Với mẫu mã B&G làm cực kỳ mượt. Không phải nói rồi, số 1 luôn, số 1 Việt Nam luôn. Tuy nhiên là công ty SGC thì bạn nói công ty SGC có một cái hay mà B&G không có, dù là nữ trang vàng thì để mà làm cái mẫu mã đẹp á, thì bên B&G là làm 18 thôi, 18 hoặc là 18 thôi, vàng 18 hoặc là vàng 22 thôi. Nhưng mà bạn mà nói bên SGC thì nó tuyệt vời, tại vì vàng 24 thì nó giòn nó rất là dễ cãi. Nhưng mà bên SGC thì nó lại làm được cái việc đó. Những cái nữ trang đẹp và độc của họ, họ làm từ vàng 24 không ạ? Các bạn thấy chưa? Dĩ nhiên là nó còn những điều khác biệt nữa.
với bạn đó mới nghiên cứu, với cái khả năng hàng hẹp của bạn đó, thì bạn đó đã phân biệt tới đó là tuyệt vời rồi. Rồi bên Doji, Doji thì bạn đó nói rằng là bên Doji thì họ kết hợp với đá quý và họ rất là mạnh về đá quý. Họ nhập đá quý từ Nam Phi về, họ đưa các nữ trang họ vào trong đá quý rất là đẹp. Các bạn thấy chưa? Bạn và bạn mới kết luận với mình rằng, hồi kia em cũng quan tâm tới nữ trang, em cũng quan tâm tới sản phẩm, nhưng em không ngờ rằng bây giờ cái bài tập mình giao ra và bạn về bạn mới nhận hình ra, hóa ra cùng kinh doanh nữ trang, cùng làm, nhưng mà bây giờ nghiên cứu vào mới phát hiện, bạn phát hiện ra là mỗi doanh nghiệp họ đi một cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Và sau khi nghiên cứu sâu vào đó thì bạn cũng rất là tuyệt vời, là bạn cũng tìm ra được cái sự khác biệt của doanh nghiệp của bạn rồi, bạn biết cách làm rồi. Nhưng mà bạn nó mới khởi nghiệp khoảng mới có 2 tháng đổ lại đây thôi, và bạn đã chọn cho mình những cái đối thủ lớn, và bạn thấy được cái sự khác biệt của lĩnh vực đó, và bạn nhận ra được sự khác biệt của lĩnh vực mình. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Ra khởi nghiệp là chúng ta cần phải định hình, phải ra khát khao, phải rất là đam mê. Và bạn đó nói là em nghiên cứu say mê, em làm việc say mê. Và bạn nói là gần 2 ngày nay bạn chưa ngủ, nhưng mà hồi sáng bạn gặp mình bạn vẫn rất là năng lượng, bạn năng lượng không thể tưởng được. Và hồi chiều đây mình gặp cái anh cái 62 đô cộn vậy, anh nói anh vừa ra cái chiến lược mới và anh quá năng lượng luôn, anh năng lượng không thể tưởng được. Sắp tới anh sẽ biết cách tạo ra cái hệ thống làm sao nó đi nhanh và nó khác biệt rồi. Và anh gặp mình để gì? Để anh chia sẻ. Các bạn thấy người ta làm việc với một cái niềm đam mê mãnh liệt, chứ làm việc gì mà có chút khó khăn cái rồi lý giống rồi không dám làm. Cái tính cách đó không phải là người dính nhoáng, tính cách của người làm công, cái tính cách của người công viên nhân chức nhà nước rồi gì đó, chứ không phải là cái tính cách của người làm kinh doanh. Cái tính cách của người là họ làm việc đam mê, họ không ngủ mà họ vẫn cứ khỏe cái này. Chứ còn mà tính cách như vậy thì không có được. Và cái mình nói tới điểm số mấy rồi các bạn ơi, mình nói tới điểm số mấy rồi, điểm thứ 4 rồi đúng không? Bây giờ điểm số 5. Điểm số 5 là phải trung thành với cái triết lý thương hiệu của mình. Cái thứ 5, phải trung thành với cái triết lý thương hiệu của mình. Phải rất là tạo ra một cái triết lý thương hiệu. Nó là một cái văn hóa, đó là một cái triết lý, đó là một cái phong cách sống, cái lý lẽ sống của chính cái thương hiệu đó. Mà nói nó ra nó là như vậy đó. Mình ví dụ như Trung Nguyên đi. Anh Vũ Trung Nguyên á, là anh biết cách tạo ra cái cà phê thương hiệu Trung Nguyên, nó rất là cá tính. Nó cá tính ở cái chỗ nào? Các bạn, nó cá tính ở cái chỗ nào? Các bạn, nếu mà các bạn mà chịu khó mà theo dõi cái gì ạ? Cái của anh Vũ Trung Nguyên á, các bạn thấy ảnh như ví dụ là ảnh gắn cái thương hiệu của ảnh á, cái thương hiệu cà phê của ảnh á, nó y như là một cái sự thịnh vượng, đó là cái sự giàu có, đó là sự sáng tạo. Ảnh gắn liền cái thương hiệu cà phê ảnh á với gì ạ? Với những cái chương trình của quốc gia, như ví dụ là quốc gia khởi nghiệp, ảnh in hàng loạt những cái tài liệu, những cái quyển sách hay. Các bạn hình dung ra điều này, tư quán cà phê của ảnh là ảnh phát, ảnh cho, các bạn, ảnh cho miễn phí, đúng không? Ảnh cho miễn phí các bạn hình dung. Hiện tại mà bạn vào tới quán cà phê và những cái quyển sách đó, nó đi liền với gì? Nó đi liền với cái tinh thần khởi nghiệp, nó đi liền cái sự phát triển của đời sống người dân. Nó làm cho giới trẻ phải suy nghĩ đột phá hơn, phải sáng tạo hơn. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Nghĩa là ảnh biết xây dựng một cái văn hóa, một cái cá tính rất là tuyệt vời cho cái thương hiệu đó. Còn nếu không á thì bạn ra như thế nào ạ? Bạn ra khởi nghiệp, bạn cứ suốt ngày lằn quằn cái chỗ là bán hàng, rồi doanh thu, rồi cơm áo gạo tiền, rồi nói rằng là thương hiệu của mình ABC, nhưng mà bạn chả có thời gian, bạn không có đầu tư cho cái triết lý thương hiệu đó gì hết. Business thì mình gắn liền với cái thương hiệu là giúp cho các bạn khởi nghiệp, giúp cho cái cộng đồng khởi nghiệp này nó càng ngày nó càng phát triển mạnh ra, giúp cho các bạn làm chủ và ra sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp. Bên mình đó như thế nào? Mình cái triết lý của mình nó rất là rõ ràng, là các bạn vào business là để ra làm chủ, làm nhâm búa, không có lòng vòng,
làm nhóm đính hay là đi làm công vài năm nữa có kinh nghiệm làm chủ. Mình là triết lý rất là rõ ràng, muốn làm chủ là ra làm chủ. Đó là các bạn nào mà sáng hôm qua mình mới nhận một cái tin nhắn của một bạn, dĩ nhiên là các bạn mà học đến nơi đến chốn á thì các bạn mới cảm nhận ra cái đó, còn bạn học đâu có chút xíu thì làm sao cảm nhận được. Bạn nói công nhận hay thiệt, từ lúc mà em học thầy và em ra em làm rồi và mọi người thấy em làm rất là năng động và mọi người liên hệ với em và nói rằng là em về làm quản lý cho họ đi, em về làm CEO cho họ họ đi. Bạn đó nói tự nhiên em nghe mấy cái câu đó em thấy nó sao sao á, bởi vì sao ạ? Nó không thuộc hệ tư duy với em nữa, bởi vì em đã được cài đặt trong đầu là mình phải làm chủ rồi, mình phải sưu doanh nghiệp riêng, mình phải trở thành một công chủ lớn. Nên là cái chuyện mà đi làm công, đi làm quản lý, đồng ý là họ offer bạn những cái khoản tiền đó rất là ok, nhưng mà bạn mà thấy vừa nghe nó không lọt tai nữa, nó không lọt vào cái đầu nữa, nghĩa là đã được định hình rồi, đã được định hình một phong cách cho các bạn rồi. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Đó là những cái điều mà những người khởi nghiệp chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải ăn vào trong máu, trong tim, phải khát khao đeo đuổi nó đến cùng. Vừa rồi mà nói năm cái điểm nó rất là quan trọng mà một người khởi nghiệp các bạn cần phải gì ạ? Cần phải trung thành. Cái điểm thứ năm là các bạn cần phải trung thành với cái triết lý thương hiệu của mình, phải làm mọi cách, làm mọi thứ đeo đuổi đến cùng cái thương hiệu của mình. Và các bạn phải ấn cái triết lý đó vào trong đầu khách hàng của mình, vào trong nhân viên của mình, vào trong những người mình gặp, làm sao họ thấy cái lửa của bạn, cái đam mê của bạn, cái nhiệt huyết của chính con người bạn, nó bạn đam mê vào cái sản phẩm đó mà họ cảm giác là họ phải mua, họ không mua là họ không có chịu được. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Đó là cái cách mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta cần phải làm. Cái con đường làm chủ nó tuyệt vời và lắm. Mình sẽ ra cái quyển sách vẻ đẹp của những người làm chủ doanh nghiệp. Mình sẽ ra cái quyển sách đó, các bạn sẽ chờ mình nhé. Bởi vì cái người làm chủ doanh nghiệp mà họ tập trung cả cái niềm đam mê họ vào trong đó, họ tập trung cả lý tưởng họ vào trong đó, đó là những cái người mà nó có cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Các bạn có đồng ý ra điều nào không ạ? Mình sẽ ra cái quyển sách đó với cái tiêu đề là vẻ đẹp của người làm chủ, vẻ đẹp của người doanh nhân, những cái tinh túy, người ta gọi là những cái tinh túy trong cái con người của họ đó, nó sẽ được bộc lộ trên cái hành trình và trên cái hành trang họ làm kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái chương trình livestream rất là đơn giản của mình tối hôm nay. Tối mai mình bận đứng lớp, tối mốt mình bận đứng lớp. Nếu mà mình về sớm một chút xíu thì mình rảnh mình cũng livestream cho các bạn. Tối thứ sáu mình cũng bận đứng lớp, thứ bảy chủ nhật thì mình bận đứng lớp rồi. Nếu mà trong tuần mình không còn buổi nào nữa thì thứ hai tuần sau mình mới livestream cho các bạn lại được. Nhưng mà các bạn cứ an tâm, hãy theo dõi, hãy bấm follow Facebook của mình, bấm follow cái trang thì YouTube của mình, thì các bạn sẽ bắt gặp và các bạn sẽ theo dõi liên tục những cái chương trình. Bạn nào chưa mua sách của mình thì các bạn comment cái số điện thoại xuống và sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn sẽ được add vào cái group, mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách kinh doanh, mình sẽ chia sẻ bạn cái cách đầu tư. Các bạn chỉ cần có 1.000 đô, 2.000 đô và mình sẽ chỉ cho bạn cái cách làm sao hàng ngày tiền nó chảy về cho bạn vài đô là chuyện bình thường, tiền tươi thóc thật. Bạn nào quan tâm điều này thì inbox cho mình. Cuối tuần này, thứ năm tuần này mình có lớp miễn phí, thì các bạn ở Sài Gòn này thì hãy tham gia cái lớp đó để các bạn nắm rõ hơn cái mục tiêu chúng ta phải ra làm kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn ngủ rất là ngon và các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn nhớ, các bạn lưu lại. Bye bye các bạn.